Em chào tất cả các bác nha. Nay em live tối tí các bác ơi. Đây bác nào yêu cầu hàng gì thì cứ gọi về cho em. Đây là cây lá mít nhá. Lá mít đây, cây này lá mít lá chỉ thiên luôn nha. Đó, cây này thì do hàng rừng thì các bác đừng có sợ là cây nó bị này bị kia nhá. Đó, cây hàng rừng lá như thế này rồi mang về mà chăm sóc thì cây nó rất là đẹp luôn này. Đó, lô này thì đây cũng lá chỉ thiên này. Hai cây lá chỉ thiên lá mít này. Đó. Em thêm tặng một cây đây cây nguyên bản nhỏ này nữa. Đó, lô này em bán có giá là 370k thôi nhá. Đó, em bán rất là rẻ luôn. Đây là lô 1 này rất là đẹp này. Đó. Hàng này hiếm gặp lắm các bác ơi, không có đâu. Ít khi lá chỉ thiên lắm nha. Đây là lô đầu tiên này. Tiếp tục là lô thứ hai này. Đây là lô thứ hai là lô hoàng nhạn này, cả giống này. Với lại hai cây trâu này, hai cây trâu này. Đó, một cây trâu thì có màu này. Màu bên này với lại màu bên kia nhá. Đây. Đó. Lô này thì em bán 320 này, bác nào không thích cắt rễ thì cứ để cái rễ và em gửi luôn nhá. Đó, 320 rất là nhiều cây này. Rất là nhiều cây nhạn, nó nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương này. Đó, đây là lô 2 này. Và tiếp tục lô 3 này các bác ơi. Lô 3 này. Đây là lô 3 này có cả hải âu quế tím này rất là nhiều luôn này. Đó, quế tím này rất là nhiều này. Đó, độ lô này là 100k thôi nhá, rất là nhiều luôn nhá. Đúng 1 ký này, 1 ký em bán có 100k thôi. Đó, giống kiểu là bán sỉ bán lẻ như vậy không á. Người ta nhập sỉ người ta cũng bán 100k 1 ký, 100 mấy á. Em nhầm, nếu mà người ta nhập sỉ á thì người ta nhập chắc 150, còn em bán thì lẻ cũng vậy, ấy cũng vậy nha, có 100.000 1 ký thôi nhá. Đây. Đó, bác nào thích cắt tỉa rễ thì cứ nói em để em cắt tỉa rễ nha. Đây là lô 3 này, 100k thôi. Và tiếp tục lô 4 này. Lô 4 là lô hoàng nhạn đẹp này. Đó, cây này thì gốc 2 cây này. Cây này 1 cây này. Cây này thì một gốc 2 cây, cây này chuẩn bị nở hoa rồi. Cho các bác nào mà thích hàng, thích hoàng nhạn năm nay mà nó ra hoa biết mùi nó như thế nào thì lấy lô này nhá. Đó, với lại cây này nữa. Đó. Đây lô này nhá. Đó. Lô này rất là đẹp này các bác ơi. Đó, lô này em bán 220k này. Đó. Đây là lô 4 và tiếp tục lô 5 này. Lô 5 này, 1 này, một gốc 2 cây này, cây này cũng to này, đó. Với lại cây này nữa. Em thêm một cây trâu lá mít này, nguyên bản này, bản lá nó cũng to này, đó. Lô này em bán 200k thôi. Là lô 200k này. Đây là lô 5 này. Và tiếp tục lô 6 này các bác ơi. Lô 6 là một đơn, đây là đơn cẩm báo nhá. Đây lô cẩm báo này, có đây cả chùm này, với lại em thêm một cây trâu to này, đó, sơn sạch này, đó, lô này em bán có 130k nha. Bác nào yêu cầu hàng gì thì gọi về cho em nha, tại vì hôm chiều nay em ít hàng lắm. Đó, bác nào yêu cầu hàng gì gọi về cho em chào tất cả các bác nhé.